Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Meta mới này chính ra cân bằng phết đây anh em ạ. Sửa một chút cái bộ Warlock, sửa một chút cái sức mạnh của cái con gấu tổ thì nó lại quay trở lại cái thế cân bằng. Đấy, mặc dù là cái bộ Metalist tôi thấy là nó vẫn nhỉnh hơn những cái lineup khác, nhưng mà nó không quá bá như là trước khi update. Đấy, cái bộ Warlock là bây giờ là không chơi kết hợp với cả cái bộ Metalist nữa rồi, mà nó sẽ kết hợp với cái bộ sáo đỏ. Sáo đỏ thì ngay từ cái bản update này nó cũng đã giảm cái sức mạnh đi. Anh em thấy là nó giảm ngay trước khi coi như là nó thành được một cái meta ấy. Nó giảm cái sức mạnh đi luôn cái bộ sáo đỏ rồi. Update phát là giảm luôn, chứ còn không có đợi là thành meta đỏ nữa. Đấy, cũng hay. Nói chung là bọn nhà phát triển game mà nó cân bằng quả này là nó cũng hợp lý đấy anh em ạ. Tôi thấy là rất là ok. Căn bản là cũng có cái sự tính toán đấy. Tính toán trong cái việc là nếu mà tăng sức mạnh cái bộ đỏ thì nó lại thành là meta đỏ. Đấy, giảm sức mạnh của bộ Warlock thì đồng nghĩa việc là nó sẽ là tăng sức mạnh bộ đỏ. Cái bộ mà counter trực tiếp vào bộ đỏ chính là bộ Warlock ấy, nó bị giảm sức mạnh đi. Thế nên là cái bộ đỏ nghiễm nhiên nó lại trở lên là một cái sức mạnh gì đấy mà nó cực kỳ là mạnh mẽ. Đấy, một thế lực luôn. Nếu mà không giảm sức mạnh thì cái bọn nhà phát hành là nó cũng giảm sức mạnh luôn của bộ đỏ. Đấy, đâm ra là chúng ta có một cái meta cân bằng. Bộ đỏ nó bây giờ nó không phải là 1200 máu nữa, mà nó chỉ có 1000 máu nhân với cái phần trăm máu bị mất. Đó, cũng rất là ok đấy. Có một cái nữa là có khá là nhiều nguồn tin, nhưng mà cái độ tin cậy thì tôi nghĩ là nó không cao. Đấy là cái việc là Witcher nó quay trở lại, hay là cái sức mạnh của bộ Witcher nó sẽ làm cho anh em cảm thấy khó chịu và khuyên các anh em là lên nghỉ đi, để khi nào mà bọn Witcher này nó cân bằng trở lại thì mới chơi. Thì tôi nói thật với anh em là Witcher ấy, cái điều chứng minh rất là đơn giản thôi. Anh em vào giải có ai em chơi không? Đấy. Anh em xem giải ấy, anh em xem World Clan ấy. Đấy, anh em xem cút tầm, anh em thấy có ai chơi đâu. Có ai chơi đâu mà bảo mạnh. Đấy, rank thì có thể là có người chơi, chứ còn những cái trận đấu mà đỉnh cao chả ai chơi. Thế là biết là nó cũng không mạnh lắm rồi. Nha anh em nhá, nha anh em cứ yên tâm. Anh em đừng sợ là cái bộ Witcher là nó qua bá rồi tranh nhau Witcher. Không, quá bình thường. Witcher quá bình thường luôn anh em ạ. Tôi chưa thấy cái độ mạnh của nó ở trong cái meta này. Thậm chí là chúng ta có thể chơi bất cứ lineup nào, chúng ta có thể đấm được cái lineup đấy, kể cả là Hunter nhá. Hunter cũng chờ luôn. Chứ đừng có nói là Metalist kẹp đỏ. Metalist kẹp đỏ thì thôi đấm cho sấp mặt, chứ còn không có nhờn được với cái bộ Metalist kẹp đỏ đâu. Tôi vẫn đánh giá Metalist kẹp đỏ nó đang là meta, nó đang mạnh hơn so với những cái bộ khác một chút xíu. Một chút xíu thôi, chứ nó cũng không phải là quá mạnh. Đấy, ra con Fallen Witcher tôi không thèm chơi luôn. Đấy, không thèm chơi, bỏ qua luôn. Bởi vì làm sao? Bởi vì là bây giờ kiểu người ta cứ đồn ấy. Đồn là trong rank ấy có rất nhiều người chơi cái bộ này. Có rất nhiều người chơi cái bộ Fallen Witcher kẹp với cả Witcher đấy. Nó gọi là cái gì? Witcher kẹp với Glacier đúng không? Thực sự là rất nhiều người chơi. Đấy, nên là cũng chả việc gì mà phải tranh nhau cả. Nói thật với anh em cái điều đấy. Chơi những cái lap khác, làm nào đấm nó sấp mặt thì vui hơn đúng không? Chứ còn bây giờ vào 3-4 ông chơi cùng một lap thì nó cũng chán lắm. Ra con ngựa này. Nhưng mà nói chung ấy là cái trận này tôi đang hướng tới là gì? 5 rồng 9 mét anh em ạ. 5 rồng 9 mét chân ái luôn. Đánh nhau với Witcher thì cứ 5 rồng mà phang thôi. Đấy. Cứ 5 rồng mà phang thôi. Bởi vì cái bọn 5 rồng nó đâu có sợ cái việc là đánh không tăng mana đâu. Vào phát là đầy mana tung trưởng luôn. Witcher là nếu mà không kẹp cá hay là không có 6 cá thì cũng vô tư. Đấy, ăn được thoải mái luôn. Có rất nhiều line up có thể ăn được cái bộ đấy, chứ cũng không có phải ngán gì cả. Để mà khuyên mọi người là nghỉ cái meta này. Không, nó không mạnh như cái hồi trước đâu anh em ạ. Bộ Witcher bây giờ nó yếu, mà kể cả là tăng lên cái quay trở lại cái sức mạnh là 100% sức mạnh ấy, gây đam ấy. Đấy, nhưng mà nó vẫn không mạnh hơn cơ. Bởi vì làm sao, meta nó đã thay đổi rồi anh em ạ, nó không như ngày trước nữa. Đấy, có rất nhiều những cái món đồ nó đã thay đổi, nó không giống như ngày trước. Đồ thay đổi này,
Cái hồi mà anh em còn sợ cái meta Fallen Witcher kẹp với cả 4 Witcher rồi kẹp với Glacier ấy. Cái hồi đấy làm gì đã được rèn đồ như bây giờ đâu. Nó khác bọt rất là nhiều. Cái hồi đấy là còn vẫn còn phải chọn đồ, vẫn còn phải ghép cơ. Đấy, nó đâu có như bây giờ. Bây giờ chúng ta được chọn đồ, chúng ta được rèn để ra những cái món đồ mong muốn cho những cái lab mà chúng ta chơi. Nó khác với ngày trước. Ngày trước là ví dụ anh em chơi mết nhưng mà anh em không thể rèn ra được những cái món đồ ngon dành cho anh em thì anh em bị đuối, đuối hơn thì anh em thua là đúng rồi. Nhưng bây giờ khác. Bây giờ anh em có thể rèn ra những cái món đồ mà có thể đấm được bọn Witcher như con. Đó, cái bộ Witcher nói một cách mà nó gọi là chuẩn nhá. Thì là bây giờ nó yếu hơn rất nhiều so với ngày trước. Ngày trước là bởi vì làm sao mà nó mạnh? Bởi vì những cái món đồ về late game ấy nó sẽ ghép vào nhau để nó thành những cái món đồ cam. Thì những cái món đồ yếu hơn ấy, nó không ghép được những cái món đồ cam ấy thì thường nó là những cái món đồ phế. Đấy mà ngày trước thì cứ nhiều Fallen thì là ăn thôi, RO rồi Fallen thì nhiều đồ cam hơn thì ăn đúng không? Nhưng bây giờ những cái món đồ cam ấy nó không phải là những cái món đồ nó quá bá như ngày trước. Thế tôi phải khẳng định với anh em luôn là đồ cam chưa chắc đã phù hợp với một vài cái đội hình. Có khi là có những cái đội hình mà đồ xanh dương hay đồ tím nó còn ngon hơn cơ. Đấy, nên là nó khác biệt ở cái chỗ đấy. Thế nên là bây giờ bảo là chơi cái bộ đó để mà gọi là vô địch meta thì không có đâu. Đây này anh em này. Bây giờ nha, chúng ta có tư tế này là vớ vẩn là tôi trận này nhá, có mèo 5 đô đúng không? Saman. Quay xe luôn. Không chơi rồng nữa. Nhưng mà tiếc là cái trận này tôi lại không mua con gấu để tôi câu gấu. Tức là chúng ta sẽ phải kiếm một cái con gấu Saman hơi muộn đấy. Nào chín rồi. Rồi, không sao. Cứ từ từ, bình tĩnh. Rồng hay Saman này nó phụ thuộc vào rao sao. Rao sao tôi sẽ chốt. Mà dù tôi không có chuỗi mà tôi cũng đang rất là ok. Giữ máu được là được rồi. Hy vọng là cái thằng kia nó không mất chuỗi sớm. Để tôi gặp nó trở lại tôi sẽ cắt chuỗi của nó. Skybreaker. Ui giời ơi, vừa mới nói dứt lời xong anh em ạ. Cay thật. Mất 4 là chuỗi luôn. Thế chứ lị. Thôi bây giờ phải chốt thôi. Có chơi Saman hay là chơi 5 rồng nè. Saman hay 5 rồng này. Đang hơi phân vân đấy. Trận này 5 rồng ấy. 5 rồng thì có một cái là chúng ta lên level 11 là chúng ta kẹp được 4 đá vào. Ngon. Kẹp được 4 đá vào anh em ạ. Thật sự là đang hơi phân vân. Không biết là có lên chơi rồng không. 4 đá kẹp với cả 6 mét kẹp với cả 5 rồng đánh ở level 11 là vẫn là ok. Rất là ok luôn nhá. Để mà chơi với cả Witcher Glacier ấy. Đang phân vân lắm. Bây giờ cho con Saman nữa tôi có thể tôi quay xe. Bây giờ cho con Storm Saman này quay xe. Có vẻ có vẻ như là đòi hỏi hơi cao. Liệu rằng có phải là Saman? Ba mét vào đó này. Liệu rằng có phải là Saman không? Chúng ta vẫn có thể là giữ con rồng một đao nữa. Random. Món này không ngon lắm. Nhưng mà thôi được rồi, cũng được. Chơi bắn trưởng thì hút máu nó cũng ok. Giữ con rồng một rao nữa. Sau đó rao sau mà không ra được thêm một con rồng nữa thì khả năng là sẽ bán. Đây, trận này câu ra con gấu Metalist rồi này. Ok. Vẫn ăn. Con Orc nó bắp đúng vào con Heaven Bomber. Quá mạnh. Ui dồi ôi. Thôi. Ra được cả gấu để câu Saman rồi này. Không ra rồng đúng không? Thôi nhá. Chúng ta chắc là giải tán thôi anh em ạ. Ra được coi như là 3 con Saman rồi, thiếu một con nữa thôi. Ok chưa? Ok chưa? Ok. Chốt đi. Chốt đi. Tôi nghĩ là chốt là chuẩn rồi. Giờ chỉ câu chơi khấn Phật thắp hương ra được cái con gấu Saman thôi. Câu chuyện nó sẽ trở lên tươi sáng hơn bao giờ hết.
Trận này có beat à? À, trận này có beat nhá. Cái bộ Saman khá sợ beat đấy. Nhưng mà beat nó là Saman là sợ beat là beat siêu đẻ cơ, chứ còn beat kiểu beat mà dồn đồ mà Kira cái riếc thì lại ăn. Rồi, chắc là bán rồng nữa anh em ạ. Bán rồng nha. Tầm này chả thấy con ra con rồng nào luôn ấy. Thể ra được hai con rồng. Trong khi tôi pick rồng ngay từ đầu game luôn. Tôi thấy là có con rồng 5 đô ấy. Tôi pick ngay con rồng, hai con rồng vào rồi. Nó chưa thấy ra con rồng nào. Velom, con Velom với cả con Sailing nó chưa ra con nào luôn. Đấy, trận này có hai thằng Witcher nha anh em nhá. Ui dồi ôi, hai thằng chơi Witcher ạ. Thôi giải tán rồng đi. Năm rồng thì chắc chắn là ăn được Witcher. Thế còn nếu mà Saman thì có ăn được Witcher không? Saman mết thì có ăn được Witcher không? Đấy, trận này test luôn nhá. Trận này test luôn đi. Để xem là nếu mà năm rồng năm rồng thì không sợ Witcher, thì bây giờ Saman này có sợ không? Đấy, để chứng minh ra là Witcher liệu rằng là có đáng sợ như lời người ta nói không? Như lời đồn không? Ai đồn mà lại ác thế chứ đấy. Thằng nào mà nó đồn mà nó ác thật đấy. Đồn để cho là mọi người bỏ hết game. Dã man thật sự. Cái kiểu gì mà lại đồn là để cho mọi người là phải nghỉ game để đợi qua cái meta Witcher đi rồi quay trở lại chơi tiếp. Ui mẹ, vãi đài ạ. Thề. Trong khi nó đâu có mạnh lắm đâu nhỉ. Thằng này ăn rồi. Thằng này có Berserker 2 sao. Mèo 2 con, toàn 2 sao luôn. Thế thì chịu. Mất chuối đỏ. Rồi, rau quái. Rau quái khả năng là sẽ bán 2 con orc đi nhỉ. Kiếm 30 tiền rồi đã. Tí nữa mết thì kiếm con rào thôi, chứ còn cũng không chơi con orc. Đấy, bắt đầu mất chuối rồi đấy. Mà cái kiểu đội hình như này nhá, nó không lên được 2 sao ấy. Và nó cũng kiểu nó cũng không mạnh lắm ấy. Thì khả năng là sắp tới là sau round 15 là đánh chỗ thua lời đấy. Trừ khi con Thunder lên được 2 sao thì may ra, hoặc là 4 Saman. Cái tầm này là bắt đầu đánh chỗ thua rồi đấy. Dã man thật sự. Hy vọng là câu được ra có 2 con gấu. Chơi một gấu này tỷ lệ có 15%, rất là khó ra. Hên ra con gấu lửa thì may ra mới câu con gấu Saman. Gương à? Ờ, được, lấy cái gương. Tầm này thì tôi đội hình nó khá yếu anh em ạ. Nên là chắc là tôi cũng sẽ không có up cấp đâu, tôi để cái này đâu. Đội hình bây giờ nó đang tương đối yếu đấy, không mạnh đâu. Sau round 15 mà như thế này thì không ăn được ai. Bây giờ Thunder lên được 2 sao thì tính đến cái câu chuyện là up cấp, còn không thì thôi. Ok. Ở đây là cái kẹp hai con Wizard này là có 4 Saman này. Tuy nhiên là nó tốn khá là nhiều slot. 4 Saman kẹp với 2 Wizard nó là 6 con. Kẹp với cả nếu mà tính là 3 mét thì nó phải là 9 con cơ. Lên level 8 thì mới là kẹp được, có chưa kẹp được mét thôi. Bỏ đi. Tầm này chắc chắn là ai đâu đấy. Ui cả Hunter bắn nó sấp mặt luôn. Nói chung là cái tầm này nếu mà không form được đội hình thì chúng ta đánh chuỗi thua thôi anh em ạ. Không form được đội hình đánh chuỗi thua đâu. Làm nào để lên được level 9 sau round 20 là ok. Nó có một cái điểm rơi nó của đội hình Saman này, nó là lên level 9 ở round 20 ấy. Nó phải lên level 9, sau đó thì hết tiền cũng được, nhưng mà nó sống chết phải lên level 9. Level 9 cái đã là tính. Bây giờ thôi thì yếu thì chúng ta chấp nhận đốt máu một chút. Dù sao tôi cũng cái giai đoạn đầu game ấy chúng ta đã làm rất là tốt rồi. Cái việc giữ máu giai đoạn đầu game là rất là ok rồi. Tầm này thôi. Nó không đấm được ai đâu mà. Tầm này còn Witcher chiếc vào.
Nói chung là khó anh em ạ. Khó. Giết được con nào hai con đẩy quá. Đấy, Glacier Witcher này. Nó hiện ra luôn trước mặt chúng ta một con Witcher rồi. Bài này sẽ có Hunter và có Witcher đấy. Ngoài ra có 5 rồng nữa. 5 rồng 9m có người chơi. Cũng đúng thôi, bởi vì là một cái trận đấu mà người ta nhìn thấy Witcher là người ta sẽ chơi 5 rồng để counter. Ở trận này chúng ta chơi Shaman là cũng có một cái gì đấy nó hơi gai gai đấy anh em ạ. Chưa câu được ra gấu Shaman nhưng mà vẫn liều chơi. Tức là chúng ta sẽ không chơi được 6 Shaman hàng Ryu đâu. Mà sẽ phải chơi là Fake đấy, mà Fake thì vớ vẩn là bị nó đấm sấp mặt luôn. Gặp thằng nào thua thằng đấy. Đấy, Shaman nó mạnh bởi vì làm sao? Bởi vì là nó có cái những cái con Shaman nó biến hình ấy. Nếu mà chơi Fake tự nhiên mất 2 slot. Mất 2 slot rồi. Đấy, không ra được gấu thì xác định luôn. Chịu thua này, chịu thua cộng 4 rồi đấy. Thôi chấp nhận anh em ạ. Chấp nhận đánh chịu thua để lên được level 9 sau round 20. Tôi nghĩ là máu tôi nó sẽ giảm xuống khoảng, tôi nghĩ là khoảng 50 máu, 40 máu, 40 máu vẫn được. Trận này có cả trụng chó luôn này. Ủ vậy đấy. Vậy là trận này có trụng chó, có 5 rồng. 5 rồng Hunter, Witcher. Thằng này Witcher rồi, thằng này chắc chắn Witcher rồi, full là Witcher 2 sao ạ. Ui mạnh vãi đái luôn, hai thằng Witcher. Hai thằng Witcher, một thằng nó đang có chuỗi. Càng đấy. Còn thằng này thì không biết có chơi Goblin không. Mà khả năng ra hai con gấu này mà chơi Goblin hơi phí nhỉ. Mạnh phết. Ây à, đấm đau chứ. Thôi chết rồi. Nào đấy. Ơ kìa. Ra gấu mết ạ. À. Ra gấu mết lại câu tiếp vậy. Ra hai con này khả năng là vẫn có thể ra gấu Shaman đấy. Hãy cho tôi một cơ hội nào đấy ra cái con gấu Shaman đi. Liệu rằng chúng ta có thể câu được gấu Shaman không nhỉ? Cái tỷ lệ của hai con nó cũng chỉ là 20% thôi anh em ạ. Nó không như cái trước update. Trước update là 30% thì cái con gấu rất là dễ ra luôn. Nhưng bây giờ còn có 20%. 20% tỷ lệ 1/4 á. 1/5 luôn á. 25% là 1/4. 20% là 1/5. 5 round mới ra được một con gấu và chưa biết là con gấu đấy con gấu gì. Có khi đen hơn 5 round không ra được không? Bây giờ tính từ 20 nhá, 25 mà không ra được chắc cũng giải tán rồi anh em ạ. 5 round mà không ra con gấu nào chắc cũng giải tán. Rồi là cái huyết trượng. Dồn hết đồ cho con gấu nữa này. Rèn đồ đi, rèn cái cung đi. Ok, cái bling được. Cái round này chắc là chỉ kịp up lên 9 thôi, chứ còn cũng chưa kịp form đội hình đâu. Thôi rồi. Tạm thời up lên 9 cho thêm cái con zipper này vào này. Dư từ nào màu hay từng đấy thôi, ra sau tôi sẽ form. Ra này chịu rồi, không kịp. Witcher, gặp Witcher. Ra này là sẽ lọt nhiều đấy. Witcher kẹp Glacier đấy, form đủ bộ. Thằng này chắc là tầm này up dần lên 10 đó. Đây rồi, đủ 4 Shaman rồi nhá. Ok. Có lên câu gấu tiếp không nhỉ? Tôi nghĩ là vẫn lên câu. Tôi sẽ dự ra 25.
hơi đen nhỉ. Tầm này vẫn toàn là tiểu học thôi, chứ còn chưa có con nào nó đủ để gánh tôi được cả. Con gấu này nó cũng là gấu 1 sao, tầm này là yếu rồi. Trời này có trộm chó này. Ăn được không? Được. Ok. Rồi. Ui giời ơi, round 23. Câu ra được một quay con gấu nhưng mà không phải gấu Saman anh em ạ. Xong rồi. Khi mà nó cái câu được ra con gấu ấy là cái tỷ lệ nó lại reset lại về 20%. Trận này khả năng là thôi, chắc bỏ gấu. Cố giữ sau round 25 nha anh em nhá. Cố. Nhưng mà nhiều khi cố quá, đánh quá cố luôn á. Hunter này, Hunter ăn được. Ăn được không? Biến đẹp, biến đẹp, biến ra gấu Saman. Được. Biến ra gấu Saman, biến ra Skull Hunter 3 sao. Ok. Rồi, chắc là tôi lên 10 luôn đấy anh em ạ. Lên 10 luôn, kiếm con mèo 5 đô. Tầm này ra Thunder 2 sao là yên tâm rồi. Trận này tôi đang tính xem là có lên gọi là chơi kiểu kích hoạt fake không. Fake thì không kẹp được cọc ấy. Cái vấn đề là không kẹp được cọc mà tí nữa gặp Hunter bắn nó lủng người luôn. Nó bớ vào cái hàng sau nhanh lắm anh em ạ. Hunter nó bắn nó rất nhanh. Cần phải có cọc vào để chịu được mấy cái đam đầu tiên ấy. cái bọn Saman này nó kẹp cọc vào thì cái bọn Saman nó sẽ đủ thời gian nó biến hình. Đấy, nó đỡ mất máu. Nhưng con Saman nó sẽ không mất máu. Còn nếu mà chúng ta chơi mà chúng ta không kẹp cọc vào thì thực ra 6 Saman cũng chưa chắc đã mạnh bằng 4 Saman đâu. Bởi vì khi mà chúng ta mất máu rồi ấy, thì khi mà biến hình thì máu nó cũng còn có một tí à. Có một chút xíu thôi. một chút xíu đấy thì đấm lên mấy phát nữa là bay màu thôi. 3 sao cũng chả để làm gì. Mà đây này, Witcher này. Cái cọc cũng là để chống cái bọn Witcher luôn. Ui vãi đái ạ. 18 máu luôn. Ui mẹ tí ơi, gần bay màu rồi này. Xong nhanh thế. Trời ơi, từ round 20 tôi vẫn còn một đống máu luôn. Bây giờ còn 33 máu ạ. Sắp chết rồi. Thật là như thế luôn. Tốc độ trận đấu có vẻ hơi nhanh. Có vẻ tôi đã không bắt kịp được tốc độ trận đấu trận này rồi. Thôi, chắc là không câu được ra gấu Saman đâu anh em ạ. Quyết định là tôi chắc là round sau giải tán thôi. Chịu à. Bây giờ một câu nữa chắc chắn là xuống hồ đấy. Kinh khủng thật sự. Hai thằng Witcher đúng là đang top 1, top 2 kìa. À, thì hóa ra là meta Witcher thật à. Kinh nhờ. Hunter không làm được gì à. Dưới này có thằng trộm chó nữa. Trộm chó chơi kiểu gấu ba luôn. Trộm chó kẹp gấu à. Khơi nhờ. Thực ra một phần tôi chọn Saman cũng là bởi vì là trận này có trộm chó là tôi mới chọn Saman đấy anh em ạ. Đấy, chứ còn lúc đầu là cũng là định chơi 5 rồng nhưng mà thôi, xong cuối cùng lại chọn Saman. Rồi, lên 10 thôi. Hết tiền luôn. Hết tiền không ra gì, điều thật. Thật, đúng là như vậy luôn. Cái nhờ. Hết tiền không ra gì luôn ạ. Thề. Ui rồi ui. Lại đang tanky ra. Em không hiểu cái gì. Ui đây rồi. Cái nhờ con gấu Saman nó không ra cho tôi chơi. Ra 26 rồi. Có liều một round nữa không nhỉ? Cho cơ hội thêm một round nữa để câu ra con gấu Saman. Thực sự là bây giờ ra gấu Saman là tôi có 6 Saman rồi đấy. Mà có ra không là mới là quan trọng ấy. Quan trọng là ở cái là ra hay là không ra. Lại gặp Witcher ạ. Lại gặp Witcher liên tục ạ. Trận này cái bọn Witcher là có chúa quỷ ấy nha.
Càng village càng mạnh. Ôi xong rồi lại đẩy một mớ là. Thôi. Chịu. Không câu rồi, ra gấu nữa rồi anh em ạ. Thôi chịu thôi. Tầm này chịu rồi. Có lẽ chúng ta sẽ phải bỏ gấu đi. Này à, được chưa? Ok không? Đó. Không có quân mà cho vào luôn. Thôi được rồi, cho con này. Hy vọng là trụ được. Còn 23 máu thôi. Bay màu bất cứ lúc nào luôn. Sợ sợ. May quá gặp beat anh em ạ. Gặp beat thì ăn được. Rồi beat đi rồi. Chẳng beat là đen. Gặp tôi ngay cái úp lồng ở giữa mặt luôn. Úi giời. Ngon. Nhưng mà tiền đâu mà mua. Đây. Thế là phải bán cái con Saman đi để đủ tiền mua. Có lên kiếm lại không nhỉ? Hay là thôi. Chơi hai mèo đi. Hai mèo kẹp Saman đi. Kiếm thêm Saman nhét vào. Ok, chơi 4 Saman thôi anh em ạ. Chơi này không thấy ra một con già nào nhá. Đen không? Quá đen luôn ấy. Thề. Từ đầu game đến round 27 run không biết bao nhiêu lần rồi. Hết tiền rồi, không ra là một con già nào luôn. Không nổi một con. Không biết trò này có dẫy nổi không. Mà mấy cái thằng Witcher có vẻ đang hơi bá nhá. Trò này thì chơi Saman thì lé được cái bọn trộm chó. Gần như là không lo lắng gì về cái bọn trộm chó rồi. Còn những cái thằng Witcher kìa. Nó mặc dù là nó có thể ăn được rất nhiều lay up. Nhưng mà nó gặp trộm chó thì nó cứ phải là đề phòng luôn. Đấy, cứ phải dè chừng cái bọn trộm chó. Chưa biết được thằng nào ăn thằng nào đâu. Trộm chó bây giờ là cực kỳ khỏe luôn đấy. Nhìn thì nhìn thế thôi. Nhưng mà nó đánh co là đánh co bằng con gấu ấy anh em ạ. Lại gặp Witcher. Mà bây giờ khác rồi bạn ơi. Bây giờ khác rồi. Thấy chưa? Thấy chưa? Còn có 7 máu. Khác rồi anh em ạ. Khác nhiều rồi. Cái sự khác biệt nó nằm ở cái bọn Saman lên 2 sao ấy. Đấy, Saman lên 2 sao là vẫn đấm Witcher như con luôn anh em nhá. Ngoài ra cái sự khác biệt nó đến từ cái việc là tôi lên được level 10 tôi kẹp cọc vào. Quá tuyệt vời. Đó. Có cơ hội đấy, có cơ hội là chúng ta có thể là dễ chết được. Đồ như này là ổn rồi. Tôi có nghĩ là sẽ là có chúng ta có lên là chơi 6m không? 6m vô Saman nhưng mà chơi như thế thì chúng ta không kẹp được cọc anh em ạ. Vấn đề là cái cọc nó rất quan trọng. Rồi, gặp thằng này cắt chuôi luôn này, được không? Quá được luôn đi chứ lị. Ok. Còn cái thằng Witcher có chuôi sang đây hộ cái này. Sang đây để tớ cắt chuôi cả nhá. Rồi. Roll con già cả đã. À từ. Round này round quái thôi không roll. Nghỉ đã. Nghỉ một round đi. Round 31 roll tiếp. Đấy là Witcher đi rồi kìa anh em. Đó đâu có phải là quá mạnh đâu đúng không. Đành rằng là nó có thể là nó mạnh. Và nó không được top 1 thì nó ít ra nó phải vào top đúng không. À, anh em nhìn kìa. Nó có đâu có được vào top. Thậm chí nó còn không vào top. Thế thì mạnh ở cái chỗ nào. Tôi chả thấy mạnh chỗ nào luôn. Và tôi cũng đã chia sẻ với anh em đầu game rồi. Những cái trận đấu đỉnh cao của top server ấy. À không phải top server mà những cái người chơi hay nhất của cái trò này ấy, ở trong cúp tầm ấy. Hay là những cái trận đấu World Clan ấy. Người ta không chơi Witcher anh em ạ. Không chơi đâu. Đó nên là tôi đánh giá bộ đấy không cao.
Ok, rồi. Không hiểu sao mà cái bộ Witcher nó không đến nỗi quá mạnh mà người ta lại phải sửa farm. Nhiều người chơi là như thế. Thôi rồi, chuyện này chơi Saman đấm vỡ mõm với bọn Witcher nha anh em nhá. Ok, go này. Giá 2 nào. Xin giá 2. À, từ từ nhá, mấy cái con này chúng ta sẽ phải mua hết đấy. Bởi vì tôi chơi hai mèo, tôi sẽ chơi cặp, tôi sẽ chơi đá cặp luôn. Cứ ra là cái cặp nào là ngon cặp đấy thôi. Cặp Storm Saman hay là cặp tư tế đều ngon. Hiện tại chúng ta có cặp già. Ok. Cứ có cặp là ngon anh em ạ. Rồi. Giáp xoay. Được. Cái giáp xoay này nó sẽ đảm bảo cho con Thunder tôi đã đứng ở hàng trên nó tung được hai lần trưởng. Nếu không có cái giáp xoay này thì khả năng là sẽ chỉ tung được một lần trưởng, chưa kịp tung trưởng thứ hai đã bay màu rồi. Con Thunder là một cái con mà nó phải đứng ở cái hàng trên, nó rất là dễ chết. Khác với cái con già là đứng ở hàng dưới anh em ạ. Thunder đứng ở hàng trên nên là cần phải có cái món đồ tăng một chút. Đấy anh em thấy không? Đấy thằng này nó chơi bằng gấu mà, gấu với sách này này. Chơi trộm chó mà chơi gấu làm co. Nhưng mà cái đội hình của tôi nó không ngán cái bộ đấy. Đây rồi. Chúng ta sắp có một cặp nữa rồi. Bán cái con CM đi. The Saw này chắc không lên được 3 sao đâu. Bây giờ cái vấn đề là gặp cái thằng Ro kìa. Gặp cái thằng Ro M333 kìa. Đấy, cái thằng đấy nó đang chơi cộng 9 ấy. Và nó đang chơi Witcher với level 10 50 tiền đấy. 40 tiền đấy, đang roll xuống rồi. Không hiểu là bây giờ là chúng ta gặp thằng đấy chúng ta có ăn nổi không. Đấy cái đấy nó sẽ chứng minh việc là ăn hay không ăn ở cái đấy. Bây giờ gặp phát này, con Thunder của tôi nó thử xòe quạt hai lần xem là có ăn nổi không. Đủ đồ để chơi được rồi. Vẫn không gặp ạ. Gặp Hunter súng 3. Ủa thế thì chịu. Bộ này là cái bộ không thể ăn được cái bộ Hunter súng 3 anh em nhá. Không ăn được, chịu. Kẹp cá rồi. Hunter súng 3 kẹp với 4 cá. Thôi, tôi chịu. Dậy chết top 2 vậy. Thằng này mới là cái thằng vô địch này anh em này. Không phải là Witcher đâu. Cái thằng Witcher nó bị mất chuối cho cái thằng trộm chó kìa anh em kìa. Anh em thấy không? Đấy. Chưa biết thằng nào ăn thằng nào đâu. Witcher mà bị trộm chó đẩy phát xuống còn có 38 máu. Quá căng anh em ạ. Trộm chó chính ra nhá. Chưa chắc đã thua thằng Hunter. Tôi nói thật. Chưa chắc đã thua Hunter đâu. Vớ vẩn, Hunter gặp trộm chó đấm nó sấp mặt luôn. Chính ra cả cái bàn cờ, cả cái bản đồ này có một mình tôi là counter trộm chó thôi anh em ạ. Một mình counter mà. Mấy thằng kia là counter đâu. Đây rồi, gặp Witcher đây rồi. Liệu rằng có thể ăn được. Trông nhìn giống như là ăn được lắm anh em ạ. Ui dồi ôi, còn đẩy nhiều luôn này. Có vẻ như là mạnh đúng không? Mạnh với ai? Mạnh với ai? Ui dồi 23 máu. Tôi không thấy nó mạnh lắm anh em ạ. Ui dồi, cái thằng Hunter đi luôn kìa. Vai đài trộm chó đúng kiểu trộm chó rồi. Counter toàn bộ. Counter tất cả trừ Saman. Trận này mình chọn Saman đúng là hợp lý luôn. Thề lúc đầu định chơi Long Rồng đấy, nhưng mà thấy có trộm chó quay xe ra Saman luôn. Bây giờ là mới phát huy cái hiệu quả của nó này. Thậm chí nhá, tôi còn không có cái món đồ chống cái bọn trộm chó. Tôi đâu có cái bùa đâu. Không có bùa tâm linh nhưng vẫn chơi được. Bởi vì chúng ta chơi một cái đội hình counter. Không cần bùa luôn. Không cần bùa vẫn có thể là giải được hiệu ứng. Quá ngon. Vớ vẩn cái thằng Witcher lại top 3 anh em ạ. Chả biết ở đâu 15 máu vớ vẩn đi luôn ý. Ui anh em nhìn thấy trộm chó này. Trộm chó nó đẻ cho thì ối rồi ôi luôn. Đấy anh em thấy chưa. Tôi biết rồi, tôi biết tại sao thằng trộm chó chơi như này rồi. Ơ kìa, vớ vẩn ăn luôn này. Tôi vẩn luôn ạ, vãi cứt. Thề. Cuối cùng là cái thằng trộm chó nó giải quyết hết anh em ạ. Kiểu mượn dao giết người luôn.
trộm chó nó xử hết. Những cái layup kia gặp trộm chó đi luôn, bay màu rất nhanh. Tôi biết, tôi hiểu tại sao thằng trộm chó chơi kiểu này rồi. Chí phết đấy anh em ạ. Nó chơi con unicorn ấy. Nó unicorn xong là bắt cái con TB, xong là biến cái con unicorn của nó thành con TB 3 sao. Càng không? Càng đấy. Hoặc là có thể là nó biến cái con gấu ấy, con gấu 3 sao thành con TB. Có một cái, nếu mà lên 3 sao ấy, TB lên 3 sao thì nó sẽ biến cả hai con đấy thành là hai con TB của con của bọn trộm chó luôn. Và trộm chó nó sẽ lấy được toàn bộ những cái món đồ của con TB. Quá căng đúng không anh em? Kinh khủng thật sự. Đánh hay đấy. Cuối game tôi mới hiểu được ý đồ của thằng trộm chó nó chơi. Hóa ra là lui đờ rui để nó cướp cái con Fallen Witcher. Nếu chính ra là nếu mà chơi mà counter vào meta Witcher là chơi như thế cũng rất là ok nhá. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like, anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em hãy chọn hai video ở màn hình kết thúc anh em nhé. Đều là những cái video ở trong beta mới, những cái đội hình mà anh em có thể chơi để leo rank được. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.